Quý vị thân mến, hôm nay trong chuỗi series nhà bán, chúng ta sẽ đi sâu vào chủ đề là chào bán căn nhà gốc mặt tiền đẹp nhất nhì trên tuyến đường thương hiệu Phan Xích Long. Vì sao lại gọi đây là vị trí đẹp nhất? Đầu tiên, căn nhà này sở hữu một vị trí căn góc hai mặt tiền tại trục chính đường Phan Xích Long, tiếp giáp với tuyến đường Nguyễn Công Hoa. Đây là một vị trí lý tưởng cho khách hàng kinh doanh trong lĩnh vực F&B. Với siêu vị trí này sẽ giúp quảng bá thương hiệu tốt nhất và gia tăng doanh số bán hàng cao. Thứ hai, đây là một vị trí đón các thực khách cũng như du khách quốc tế di chuyển từ hướng quận 1 qua cầu Trần Khánh Dư để đi sang quận Phú Nhuận cũng như là đường Phan Xích Long. Thứ ba, đây là một khu vực tập trung rất nhiều nhà hàng nổi tiếng trong ngành F&B. Căn nhà góc hai mặt tiền chào bán tọa lạc tại địa chỉ là số 95 đường Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích đất được công nhận trên sổ là 91m2. Trong đó, chiều ngang mặt trước của căn nhà là 8m, chiều dài là 16m, với kết cấu là một tầng hầm, một tầng lửng, 4 tầng lầu, cộng sân thượng, còn có thang máy. Hợp đồng thì đang cho Phúc Long thuê với giá thuê là 2 tỷ đồng trên một năm, và những năm tiếp theo sẽ tăng giá, và giá bán hiện tại của căn nhà này là 77 tỷ. Tổng diện tích sàn của căn nhà này là gần 600m2. Đây được xem là một căn nhà có vị trí đẹp nhất nhì trên tuyến đường Phan Xích Long. Như vậy, nếu quý anh chị và các nhà đầu tư thực sự quan tâm, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 0909 477 288. Chúng tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này và chúng tôi sẽ tạm dừng tại đây. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích, hãy like và chia sẻ kênh. Nhớ đừng quên bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo sẽ sớm được xuất bản trong vài ngày tới. Phước Sử Villa, chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp trung tâm Sài Gòn.